Giờ quên tại Discord chứ. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đang quay trở lại với Nonolife của Kohaku. Thì mình là Koha đây. Ok, thì tối nay mình sẽ chơi Identity Fight tiếp nha anh em. Nếu như anh em thấy thích thì nhớ like, share, ủng hộ kênh. Like, share, ủng hộ kênh cho mình để mình có động lực tập tiếp nha anh em. Ok, cảm ơn anh em. Bây giờ thì mình đang đăng nhập Discord cái. Ok, đây là để cái link Discord. Đã vô trận xong bây giờ không phải là con này mà là con này. Giai đoạn 2 hôm tên này giờ thôi chứ đã lắm á. Đứng đây vậy.
thoát được đâu. Không thoát được đâu. Ây da. Chết. Chán đặt hợp nhẹ. Mày hết nhạc rồi. Hồi nãy mày xài rồi. Mày chết rồi con. Trời ơi. Cô ba năm rôn. Mày là cô ba hàng nhái chứ cô ba năm rôn. Gì đây? Tắt cái hộp nhạc này đi. Mày giấu cái quan tài với ta đó. Nó từng chơi con đó rồi. Yeah.
đâm vô đau đớn tột cùng luôn.
dẫn cho đứng ngay khu vực này nữa. Mày chạy có khỏi tao đâu y tá, mọi mánh khóe của mày tao biết hết. Mày bị corona rồi, tao sẽ cho mày đi cách ly rồi. Đâu? Mày tưởng tao không có điện chiêu. Nhắm dừng điện thôi. Trước hết là nên ra đây kiếm một món đồ mua đi. Giờ chưa đủ tiền, nó 4k tiền rồi. Tôi quánh nó cho đủ 4k. Giấu con y tá đâu rồi? Không, không phải. Tao kiếm con y tá. Hey!
Con Hồng chạy thoát khỏi con Hằng.
Hello Bibu TV. Anh chỉ em tải Identity trên máy tính đi. À, cái đó thì em lên web của nó. Anh lấy link cho. Link của nó. Tôi chép. Đó, em vô web đó đó em. Giờ thì bên anh thì nó hơi lắc. Ok, máy yếu có chơi được không anh? Game này nó cũng nhẹ lắm em ơi. Nó cũng có 2 GB à. Game này có 2 GB à. Em tải về là 2 GB, em vô em up game vô nữa thì chắc cũng khoảng, tính em chắc cũng hơn 4 GB. 4 GB chắc là chơi được. Nếu mà em không stream thì chơi được á. Tại vì anh chơi stream cho nên là anh stream lại thì em cần cái máy mạnh thôi, còn em thì em cứ chơi máy bình thường đi. Cái máy của em Windows 7 là chơi được á. Con thợ vườn mất ngớt nghe, con thợ vườn kia
giấu. Đấy, trời trời thiệt chứ, cha nội. Con Cam con mù lắm. Nam cho Cam đó. Thiệt tình. Con nghe nè mẹ, con nghe nè. Dạ, dạ con đó. Dạ, dạ con biết rồi, chúc con về liền. Dạ, dạ mưa. Dạ, đen thui rồi. Dạ, dạ. Mình nhớ dạ. Đây mưa luôn rồi, đây mưa rồi. Nó con chạy về không? Dạ. Thank you.
qua đây mà. Quá ghê mà mày. Windows 10. Ồ, thì đúng rồi, em chơi được á, máy em chơi được. Windows 10. Chơi được. Ok, hôm nay tới đây thôi nha anh em. Hẹn gặp lại anh em nhà ngày mai. Nhớ like share ủng hộ kênh Nono Like của con Hà Cư nhé. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye.
Bye nè, bye bye.